đi 16 km sản xuất 2022, lợi ngay 200 triệu so với xe mới, thanh toán chỉ từ 9 triệu trên tháng. Vâng, xin chào các bác, lại là em Trí Mercedes đây. Hôm nay em lại lên một siêu phẩm rất nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt, đó là GLC 200 sản xuất 2022, siêu lướt đi 16 km. Vâng, các bác hình dung đi 16 km là như mới ha. Đây, các bạn cùng chiêm ngưỡng GLC 2022 siêu lướt với màu đen, nội thất kem. Thì chia sẻ với các bác là xe này xe mới, đã hết xe với chỉ từ 1.600.000 ít triệu là các bác có thể sở hữu xe ngay, hoặc từ 9 triệu trên tháng, lợi hơn xe mới tới 200 triệu cho dù xe mới có khuyến mãi. Tuy nhiên hiện tại xe mới đã hết rồi, thì đây là một giải pháp để chúng ta có thể sử dụng một chiếc xe Mercedes gầm cao GLC. Đây các bác cùng coi nha. Đi rồi, chúng ta cùng coi. Đi đúng 16 km thì là như mới, coi như là một chiếc xe có biển số mà không đi thôi ạ. Rất lợi so với xe mới. Bọc ni lông nguyên xi vẫn còn. Đây các bác cùng coi nha, như mới. Rồi, không để các bác chờ lâu, bác nào cần thông tin chi tiết về em này cứ nhắn tin hoặc để lại số điện thoại dưới comment cho em, em sẽ gọi lại ngay. Cảm ơn anh Hùng, anh Trung, anh Văn, chị Diệp đã để lại thông tin, lát em sẽ gọi lại cho các anh chị ngay. Vâng, các bác cứ để lại thông tin ở dưới, em sẽ liên hệ ngay nha. Xin chào.